Tại phiên họp, Trư Tôn Đức đã rà soát công tác chuẩn bị, thành lập ban chỉ đạo đại hội và thống nhất nhân sự tham gia ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện Krông Nô, Cư Rút, Đắc Min, Đắc Song và Đắc Lấp. Dự kiến, đại hội cấp huyện sẽ diễn ra vào quý tư này, đúng thời gian theo thông tư hướng dẫn của Trung ương Giáo hội. Do dịch COVID-19, các đại hội sẽ được tổ chức gọn nhẹ, trang nghiêm và đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, giảm việc tặng hoa, quà lưu niệm để tập trung cho công tác từ thiện mùa dịch.